bằng phần tại chúng ta nói yêu nhau một đời mà xa nhau mãi mà chung chỉ là không còn bên nhau nữa mà lại gieo mình nơi tâm tôi biết đến khi nào mới thấy lại anh vẫn chưa về. Sao rút phần cũng lận đận, chắc mấy tâm can yêu một người không đáng. Lối rơi một nhịp yêu thương thôi, anh nhặt vội lên trao ai rồi. Gió cuốn mây vụt thành sóng to, chán nản còn chiều đường về hai lối. Trời hoa cam đoan rơi lên. Bao nhiêu
còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ giờ tan biến đâu, ai ngờ tình yêu trong anh chờ em mãi mãi, dành cho em một bên ai. Yêu thương còn đây mà đã mất tiếng đầy bình an. Mắt lên lương nha, thằng này có tâm nha. Trời đất ơi. Anh em ơi coi anh coi để cái poster của hai anh em mình như bé vậy. Mà coi cái poster của anh không? Không, đây là Lê Minh, kia là Lê Minh Hô, còn đây là Y Chang. Y Chang. Còn là Y Chang không mọi người? Y Chang giống chưa? Y Chang không ạ? Y Chang mất rồi. Y Đức không ạ? Trời. Y Đức của các cô. Thôi cũng hơi chê nhẹ, hơi chê nhẹ một tí. Đây. Đúng rồi. Đây. Tôi vẫn còn nhớ. Rồi bây giờ một bài hát tiếp theo. Làm gió sẽ cánh chim quyền, mỗi nhịp bước mỗi thước chân truyền. Người gọi mãi, người biết tai thăng lòng ngủ yên. Người hờ hững đêm mấy cũng được, chẳng về với anh nữa cũng được. Thà là ô thương, xin đừng cách biệt âm dương. Anh đi đây. Đi đâu mẹ? Vừa chỗ hẹn. Anh thật ghét cái chốn đông người, vừa bảo ta hai đứa xứng đôi, mình vẫn hai người, lại bảo ta không phải một đôi. Anh vội bán đôi cánh chim quyền để đổi lấy đôi hoa đi biển. Hóa duyên mình khỏi kẻ lạ để người ngủ yên. Rồi, cảm ơn quý vị. Từ đó dịp tôi hát nhép không chị ơi, dù hát thiệt hay quá, vì tôi hát nhép quá. Tức quá. Rồi, hay quá. Dạ, một tràng tay cho ca khúc rồi à. Là thương lắm đó chị ơi. Rồi, tới Hà Nhi đi ha. Rồi, bây giờ một bài để chào quý vị khán giả. Một bài chào quý vị khán giả. Dạ chị ơi, dạ mọi người thông cảm giùm cho em nha. Dạ, tại vì tối á, bây giờ vừa hát xong thì hả Tú và Di sẽ gọi là hề ra ngoài xe đó để mà gọi là còn kiểm tra mấy cái lì xì rồi này nọ cho nên tụi em rất là nhiều công việc. Còn ai muốn chụp hình với em, với Tú, với Nhi thì mình hẹn sau sau nha anh chị nha. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn cần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.